Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi trong ngày hôm nay. Tường thuật thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, tại giáo xứ Otway, Nam Úc. Vào lúc 6 giờ 15 chiều thứ Sáu, ngày 11 tháng 2, các ký giả Việt Catholic ở Adelaide đã long trọng tổ chức nghi thức tưởng niệm, thắp nến cầu nguyện và dâng thánh lễ cầu cho linh hồn cha cố Giuse Trần Ngọc Thanh vừa mới bị thảm sát vào ngày 29 tháng Giêng tại giáo xứ Dartmouth, giáo phận Công Tương, Việt Nam, trong khi cha đang thi hành sứ vụ linh mục, ban ơn hòa giải cho hối nhân sau thánh lễ. Tuy đang trong mùa dịch, nhưng cũng quy tụ được khá đông đảo quý tín hữu Việt Nam và sắc tộc bạn đến tham dự thánh lễ đặc biệt này. Khởi đầu từ lúc 6 giờ 15, nghi thức dâng hương trước bàn thờ đặt di ảnh của cha Giuse do các vị đại diện cộng đoàn dâng tiến. Trong bầu khí thánh thiêng nơi thánh đường chiều nay, những làn khói hương lung linh như một nhịp cầu, nối kết hai thế giới hữu hình và vô hình, cùng với những lời cầu xin Thiên Chúa của cộng đoàn, tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse là một nhà truyền giáo trẻ, đạo đức, thánh thiện, nhiệt thành trong việc loan truyền lời Chúa cho những người anh em khó nghèo trên vùng Tây Nguyên. Sự kiện này đã ghi thêm một chứng tích trên tấm áo trắng của dòng Đa Minh, trổ sinh thêm một bông hoa tuyệt đẹp, vẽ bằng máu của một linh mục trẻ đã chết vì đạo. Chủ tế thánh lễ là cha Phêrô Trần Trọng Mỹ, đến từ nhà thờ chánh tòa Tổng giáo phận Adelaide, và cha Marek Tuck, chánh xứ giáo xứ Otway. Cha là người đã tạo mọi hoàn cảnh thuận lợi cho việc tổ chức những giờ cầu nguyện, những thánh lễ và nhiều sinh hoạt mang sắc thái Việt Nam trong những dịp đặc biệt, và hàng tháng có thánh lễ cầu cho tiến trình tuyên thánh cha dịp mau chóng thành tựu, được sớm có ngày vinh thắng gia nhập hàng ngũ các thánh như cha thánh Maximilian mà giáo xứ nhận làm bổn mạng. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã nhắc nhở cộng đoàn phụng vụ về ba ý chính trong sự hiệp thông thánh lễ hôm nay, đó là mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức và ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân. Thứ đến là cầu cho tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp. Và sau cùng là cầu nguyện cho linh hồn linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh vừa mới qua đời sau vụ thảm sát tại giáo xứ Dartmouth, giáo phận Công Tương. Trong phần chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ ý lễ Đức Mẹ Lộ Đức và sứ điệp Ngày Quốc tế Bệnh nhân, cha đã quảng diễn chủ đề về những phép lạ cứu chữa các bệnh nhân tại linh địa Lộ Đức và tổng hợp những ý cầu nguyện của các vị giáo hoàng nhiều năm qua trong những Ngày Quốc tế Bệnh nhân. Tất cả đều quy hướng về Đức Giêsu. Ngài đến trần gian vì tội lỗi của con người. Ngài phải mang lấy những tội lỗi ấy vào thân thể. Chính những vết thương Đức Giêsu mang trên thân thể, đó cũng là những tật nguyền của loài người. Qua bài giảng, cha chủ tế đã nói về sự hy sinh của cha Trương Bửu Diệp, chết vì đoàn chiên, và nhắc đến người linh mục trẻ Giuse Trần Ngọc Thanh đã đón nhận cái chết thật nghiệt ngã, đau thương, nhưng chắc hẳn cha đã đến nơi được Chúa Cha tôn vinh cho những ai hết tâm phụng sự Ngài. Đây chính là đỉnh cao của con đường thập giá, bước theo ơn gọi tận hiến. Cuộc đời của cha Giuse được thanh luyện qua nhiều thử thách, đau thương, gian khó, vì Ngài đã xác tín niềm tin bằng bước chân truyền giáo, chăm sóc đoàn chiên bơ vơ, nghèo khổ trên vùng Tây Nguyên nghèo khó, vì phần rỗi các linh hồn. Thánh lễ được diễn ra thật sốt sắng qua những lời nguyện cầu, hòa quyện với những bài ca yêu thương, như một sự hiệp thông trọn vẹn của cộng đoàn phụng vụ với niềm tín thác vào mầu nhiệm thánh thể của Hy Tế Tiến Dân. Sau lời nguyện và phép lành cuối lễ là nghi thức dâng nến trên bàn thờ cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Hai cha đồng tế dẫn đầu với hai cây nến cháy sáng, từ từ tiến lên bàn thờ, đặt di ảnh cha Giuse. Tiếp đến là các đại diện các hội đoàn, và sau cùng là cộng đoàn. Bài ca Kinh Hòa Bình Trầm Buồn vang vọng trong không gian êm đềm giữa ngôi thánh đường quen thuộc.
Qua ánh nến lung linh dâng tiến, mọi người cùng bày tỏ niềm tiếc thương và hiệp nguyện trong lời cầu xin Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời cho người mục tử nhiệt thành đã chết vì sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa. Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về, trên tay còn mang theo di ảnh của cha để tưởng nhớ và thêm lời cầu nguyện trong những giờ kinh gia đình cho cha Giuse. Đức Hồng Y Muller nhận định, đối với những người công giáo trung thành, đây là thời gian đau khổ và bị khủng bố tâm lý. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ National Catholic Register, Đức Hồng Y, nguyên tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin, đã bày tỏ âu lo về tình trạng của giáo hội ở Đức và tiến trình công nghị ở quốc gia này. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Đức Hồng Y Gerhard Muller đã nhận xét rằng những người công giáo trung thành ngày nay đang phải đối mặt với một thời kỳ bách hại, gian truân và khủng bố tâm lý theo cách chưa từng có, đang đến từ chính những quốc gia có truyền thống Kitô giáo cổ xưa của họ. Vị Hồng Y người Đức đã đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào ngày 5 tháng 2 với tờ National Catholic Register. Trong đó, Ngài đã phê phán tình trạng của giáo hội ở Đức và tiến trình công nghị, một quá trình cải cách kéo dài nhiều năm, gây ra rất nhiều tranh cãi, phát sinh từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Đức Hồng Y, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là CDF, cho biết những cuộc tấn công nhằm vào các tín hữu đến từ bên trong, từ các bộ phận tục hóa của giáo hội và thường xuyên xảy ra ở nơi làm việc hoặc trường học. Đức Hồng Y Muller lưu ý rằng bây giờ là thời kỳ đại nạn và khủng bố tâm lý, và những người công giáo chính thống đang bị bách hại, và ở một số quốc gia, điều này đang lên đến đỉnh điểm là tử đạo. Thông thường điều này đến từ bên ngoài, nhưng bây giờ là từ bên trong, ở các nước mà chúng ta có truyền thống Kitô giáo lâu đời, đó là một tình huống mới. Những lời của vị Hồng Y được đưa ra khi một cuộc họp toàn thể về tiến trình công nghị đang kết thúc vào cuối tuần trước. Những người tham gia đã bỏ phiếu tại cuộc họp đó cho một loạt các quan điểm bất đồng với tín lý và kỷ luật công giáo, bao gồm những lời chúc phúc cho các kết hợp đồng giới, những thay đổi đối với giáo lý về đồng tính luyến ái, phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục trong giáo hội Latin và cho giáo dân tham gia vào việc bầu các tân giám mục. Những lời bình luận của Ngài cũng theo sau một loạt các tuyên bố gây tranh cãi từ các giám mục Đức và Âu Châu trong những tuần gần đây. Hồng Y Reinhard Marx của Munich nói vào ngày 3 tháng 2 rằng các linh mục nên được phép kết hôn không chỉ vì lý do tình dục, nhưng để họ không quá cô đơn. Và Hồng Y Jean-Claude Hollerich của Luxembourg lập luận rằng giáo huấn của giáo hội về đồng tính luyến ái là sai lầm và cần được sửa đổi. Tháng trước, hơn 120 nhân viên giáo hội đồng tính luyến ái ở Đức đã đòi hỏi giáo hội chúc lành cho các kết hiệp đồng tính và thay đổi nội quy lao động của giáo hội. Những yêu cầu này đã được Hội đồng Giám mục Đức hoan nghênh. Những người bị thế tục hóa. Đức Hồng Y Muller, 74 tuổi, là giám mục của Regensburg, Đức từ năm 2002 đến năm 2012, cho biết nhiều người trong số những người cổ suý cho những quan điểm bất đồng như vậy là những người đã bị tục hóa, những người muốn giữ danh xưng công giáo để ở lại trong các thể chế công giáo và lấy tiền, nhưng họ không chấp nhận giáo huấn của lời Chúa. Ngài lưu ý, họ tương đối hóa đức tin công giáo, nhưng vẫn thích các chức danh của họ, Hồng Y, Giám mục, Giáo sư Thần học. Nhưng trên thực tế, họ không tin những gì giáo hội đang nói, và Ngài mô tả những người như vậy là những người duy vật, đặt cơ sở niềm tin không phải nơi sáng tạo và mặc khải, mà là nơi các thứ khoa học giả. Tương tự, Ngài cho biết chương trình nghị sự LGBT mà nhiều người trong số họ ủng hộ hoàn toàn ngu ngốc vì thần thoại tân ngộ đạo của nó hoàn toàn chống lại bản chất con người, không chỉ theo nghĩa sinh học mà còn cả triết học. Đức Hồng Y Muller, người từng là tổng trưởng CDF từ năm 2012 đến năm 2017, cảnh báo rằng việc chúc phúc cho các cặp đồng tính được các giám mục Đức cổ vũ hoàn toàn là một sự bán bổ, bởi vì đó là sự phủ định hiến pháp của con người như những người nam và nữ và không thể có phước lành ở đó. Ngài cũng phản bác ý tưởng
do một số người trong giáo hội Đức đề xuất rằng một linh mục nên quan hệ tình dục với phụ nữ để họ không xâm phạm đến các bé trai. Đó là một lập luận đầy tai tiếng. Tuân theo lời dạy của các vị giáo hoàng trước đây, ngài cũng kiên quyết loại bỏ khả năng có nữ phó tế, nói rằng chức phó tế bí tích là một mức độ của chức thánh gồm ba phần không thể tách biệt, không thể phong chức cho phụ nữ theo truyền thống tông đồ đã có từ ngàn xưa. Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng đây là những gì họ bỏ phiếu cho trong tiến trình công nghị của Đức. Thật vậy, trong cuộc bỏ phiếu ngày 4 tháng 2, tiến trình công nghị Đức đã ủng hộ việc phong chức linh mục cho phụ nữ, mặc dù họ không thể bỏ phiếu chống lại sự thật được mặc khải và định nghĩa không thể sai lầm của huấn quyền hội thánh. Một cách tổng quát hơn, Đức Hồng Y Müller đã cảnh báo về những cuộc tấn công kiên quyết chống lại các bí tích, đặc biệt là mình Thánh Chúa và các chức thánh. Ngài nhận xét, không ít người phủ nhận đặc tính hy tế của bí tích thánh thể và sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu, vai trò của linh mục và bản chất của đức tin đang gặp nguy hiểm. Ngài nói thêm rằng, những người thúc đẩy những thay đổi này không có sự hiểu biết siêu nhiên và những gì họ đang kêu gọi, trên thực tế là một phong trào lớn chống lại công đồng Vatican II, đi ngược lại tông hiến Lumen Gentium là tông hiến của công đồng Vatican II về giáo hội và sắc lệnh của công đồng về thừa tác vụ và đời sống của các linh mục, Presbyterorum Ordinis về phẩm giá của ơn gọi linh mục và sự phục vụ trong sự hiểu biết về đời sống độc thân của linh mục. Chức tư tế như nhân viên xã hội. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng đây cũng là những người muốn tiêu diệt chức tư tế bí tích, trước hết bằng cách chống lại luật độc thân linh mục và sau đó phủ nhận tính cách siêu nhiên của bí tích này. Họ muốn tương đối hóa chức tư tế bí tích để giảng lược chức tư tế thành nhân viên xã hội, khiến căn tính của linh mục bị trống rỗng và dễ bị phá vỡ. Vào ngày 4 tháng 2, tiến trình công nghị của Đức cũng ủng hộ lời kêu gọi nới lỏng luật độc thân linh mục đối với các linh mục trong giáo hội Latin, thúc giục đưa ra chủ đề này trong một công đồng đại kết trong tương lai. Các nhà lãnh đạo giáo hội và giáo dân thúc đẩy những quan điểm chống công giáo này không tin vào ngày phán xét sau cùng. Đối với họ, Thiên Chúa phải tự thay đổi. Nhưng Ngài cảnh báo rằng án phạt dành cho họ sẽ khắc nghiệt hơn vì họ đã bội giáo. Đức Hồng Y cảnh cáo, là một kẻ bội giáo, người đó có tội hơn một người chưa bao giờ được nghe nói về đức tin công giáo. Ngài lưu ý thêm rằng, những người bất đồng chính kiến này trong giáo hội sẽ không chỉ trích sự suy đồi của thế giới. Họ cũng không dám nói rằng phá thai là giết trẻ em, bởi vì sau đó họ sẽ bị tấn công tàn bạo. Thay vào đó, tập trung vào lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng khai thác nó để thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng họ mà không xem xét nguyên nhân. Họ nói rằng họ xấu hổ vì tội lỗi lạm dụng tình dục, nhưng họ không nói đến những thiệt hại đã gây ra cho linh hồn của những người bị lạm dụng và kẻ lạm dụng, cũng như những thiệt hại gây ra cho thân thể của Chúa Kitô. Họ công cụ hóa con người, họ không có sự tôn trọng đối với mọi người, họ thao túng giới trẻ, rơi nước mắt vì nạn nhân bị xâm hại, nhưng đối với những người khác, họ không có hứng thú. Tóm lại, Đức Hồng Y nói rằng, Ngài tin rằng những người đòi hỏi thay đổi trong tiến trình công nghị không phải là những nhà cải cách, mà là những người đang thúc đẩy sự biến dạng của giáo hội, sự tục hóa của ngôi nhà Thiên Chúa Ba Ngôi. Và Ngài cho biết một vấn đề then chốt là mong muốn thỏa hiệp với thế giới của những người này. Họ không sẵn sàng sống với sự căng thẳng của đức tin trong xã hội thế tục hóa cao độ ngày nay. Mục đích của nhiều giám mục là được xã hội yêu mến và tôn trọng, giống như ở thế kỷ 19. Nhưng Ngài nói rằng họ biết họ không thể thay đổi đức tin. Vì vậy, họ gọi những nỗ lực của họ để thực hiện điều này là phát triển giáo lý, và do đó phá hủy và mâu thuẫn với đức tin đã được mặc khải. Các cuộc tấn công vào các giám mục trung thành. Khi được hỏi về các cuộc tấn công không ngừng nhằm vào các giám mục như Đức Hồng Y Rainer Maria Volki của Köln, Đức cha Rudolf Voderhauser của Regensburg và gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng tất cả các giám mục bị tấn công này hành động mạnh mẽ nhất để chống lại tội lỗi lạm dụng tính dục, trong khi các giám mục khác và các tổng đại diện và những người khác chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp lạm dụng đã mắc những sai lầm lớn, nhưng họ không hề bị chỉ trích vì họ thuộc nhóm ý thức hệ tự tục hóa này. Đức Hồng Y Müller chỉ ra rằng,
Các giám mục bị tấn công có một cấp độ thần học khác so với những người gièm pha bất đồng chính kiến, là những người không có bất kỳ tranh luận nào mà chỉ có các cuộc tấn công và phỉ báng cá nhân. Ngài chỉ ra rằng Đức Hồng Y Volki là người không thể bị đổ lỗi vì Ngài chưa từng giải quyết sai các trường hợp lạm dụng. Những giám mục người Đức khác có nhiều sai phạm lại thoát tội vì các phương tiện thông tin đại chúng chống Công giáo đứng về phía họ, cùng với những người Công giáo đã bị tục hóa bên trong. Đa số những cuộc tấn công này được khơi dậy bởi các phương tiện truyền thông thế tục hóa cao độ với các thành kiến chống Công giáo lâu đời, có thể truy ngược đến thời Kuntercam trong cuộc xung đột trong thời gian 1872 đến 1878 giữa chính phủ phổ của Otto von Bismarck và Giáo hội Công giáo do Đức Giáo hoàng Pius thứ 9 lãnh đạo. Ngài nói, họ có những lập trường chống lại luật tự nhiên và điều họ không chấp nhận cuối cùng là quan điểm siêu nhiên, cho rằng quyền bính cao nhất là ở nơi Thiên Chúa yêu thương nhân từ, chứ không phải nơi chúng ta. Hơn nữa, Ngài nói rằng, những người như Hồng Y Max chẳng hạn, thường được báo chí ưu ái vì ông ấy là người quảng bá tốt nhất cho các mục tiêu mà họ muốn. Đó là vô hiệu hóa giáo hội và ngăn giáo hội đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi biện sinh sâu sắc. Những gì cần thiết? Nhìn về phía trước, Đức Hồng Y nhận định rằng Đức Giáo hoàng Francisco và Hồng Y đoàn phải can thiệp và kỷ luật các giám mục này và tiến trình công nghị trước khi quá muộn. Ngài cũng kêu gọi Đức Giáo hoàng có thêm các nhà tư vấn người Đức để giải thích cho Ngài chính xác những gì đang xảy ra. Nói rộng hơn, Ngài nói, việc sửa chữa những lời dạy sai lầm này chỉ có thể được thực hiện bằng cách thúc đẩy một hàng giáo phẩm tốt hơn, có hiểu biết về mặt thần học như đã xảy ra vào thời cải cách ở Đức và ở các nước khác. Trong khi đó, đối với những người Công giáo trung thành, chịu đựng các cuộc tấn công liên tục vì đức tin, Ngài đã khuyến khích họ bằng những lời của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi. Phúc cho anh em khi người ta ngược đãi anh em và bắt bớ anh em và nói đủ mọi thứ ngu xuẩn chống lại anh em vì danh Thầy. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của anh em trên trời. Đây là cách họ bắt bớ các nhà tiên tri trước Thầy. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.